Bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tiêu Chiến và Dương Tử chính thức nhận quạng ngọt sau gần một năm hẹn hò. Khán giả rần rần chúc mừng Tiêu Chiến và Dương Tử nhận tin vui vào ngày đầu năm. Mới đây truyền thông đưa tin một bộ phim truyền hình do Tiêu Chiến, Dương Tử đóng chính đã chính thức trở thành phim trung được yêu thích nhất tại Thái Lan. Đây được xem là tin vui đầu năm cho cặp đôi lưu lượng hàng đầu xứ Trung. Đến hẹn lại lên truyền thông Thái Lan lại mở cuộc khảo sát về độ ăn khách của phim và diễn viên truyền hình được chiếu tại nước này trong một năm qua. Ở hạng mục phim truyền hình Trung Quốc được yêu thích nhất, Như Sinh chính thức giữ ngôi đầu bạn với 97.696 lượt bình chọn. Thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo một phim và người hâm mộ của gặp đôi. Theo đó, ngoài việc dành lời chúc mừng cho thành tích đáng tự hào này, công chúng còn khen ngợi đây là phim có nội dung dễ xem, kịch bản ít lộ hỏng. Đặc biệt, phản ứng hóa học của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng nhận được sự phản hồi tích cực vì đội chân thật, đẹp đôi. Thời điểm phim lên sóng, cặp đôi cũng được đẩy thuyền nhiệt tình và nhiều lần vừa nghi vấn phim dạ tình thật. Xong, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách bạn bè, đồng nghiệp. Bên cạnh đó, một bộ phim khác của Dương Tử trong năm qua là Trầm Hương Như Tiết cũng có mặt trong tóc đầu bạn xếp hạng phim để yêu thích nhất tại Thái Lan lần này. Được biết, đứa con tinh thần của Dương Tử và Thành Nghị nhận được 75.537 phiếu bầu. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào dự án mới của Tiêu Chiến và Dương Tự. Trong thời gian tới, Dương Tự sẽ ra mắt phim trường tương tư cùng bộ ba Đặng Vi, Trương Vạn Ý, Đàn Kiện Thứ. Trong khi đó, phim Ngọc Quốc Giao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn, Đồng Chính vẫn chưa công bố thời gian lên sóng cụ thể. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.